Chỉ là một chuyến đi tình cờ do được rủ rê, mình đã đến với Đắk Lắk, vùng đất cao nguyên nhiều điều thú vị để khám phá và trải nghiệm. Ở đó không chỉ có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có văn hóa của các dân tộc anh em với những sự độc đáo mang đậm bản sắc riêng từ nhà cửa, phong tục cho đến ẩm thực. Đến với Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung, mình cảm thấy may mắn khi gặp được nhiều người dân địa phương hết mình chia sẻ những câu chuyện thú vị, khiến mình đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đúng là đi một ngày đàn, học một sàng khô. Các bạn cùng đi Đắk Lắk với mình nhé! Xin chào các bạn, đây là Trip đây. Lúc này thì mình đang có mặt ở Buôn Ma Thuột. Hôm nay một ngày đầy nắng và gió, đúng nghĩa là đầy nắng và gió luôn. Trời nắng và bên ngoài gió rất là mạnh. Cái mùa này thì mình nghe người dân địa phương như này nói thì cái mùa này thì gió cũng mạnh hơn, nhưng mà nhiệt độ thì rất là mát mẻ. Ban ngày thì hơi nắng, nó hơi ấm tí thôi, cũng không nóng lắm. Ban đêm thì xe lạnh ha. Và đồng hành với mình hôm nay là một người địa phương, bạn Vinh Gấu. Vinh Gấu cũng là một nhà sáng tạo nội dung, chắc các bạn cũng chắc nhiều bạn cũng đọc blog của Vinh Gấu rồi. Thì trong chuyến đi lên chơi và khám phá Buôn Ma Thuột lần này thì là Vinh Gấu sẽ là người mà coi như là đóng vai trò là chủ nhà, sẽ dẫn mình đi chơi. Coi như mình chưa biết gì hết, mình sẽ lên đi chơi và nếu như mà có thông tin gì thì Vinh Gấu sẽ chia sẻ. Đúng sai gì thì Vinh Gấu chịu trách nhiệm nha. Các bạn cứ tìm Vinh Gấu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến điểm đầu tiên trong cái buổi khám phá Buôn Ma Thuột ngày hôm nay. Và khi đến một vùng đất nào đó thì nơi mà chúng ta có thể tìm hiểu được văn hóa tuyệt vời nhất có lẽ là bảo tàng. Và đây là bảo tàng Đắk Lắk, một công trình kiến trúc rất là đẹp lấy cảm hứng từ nhà dài và nhà rông. Công trình được khánh thành vào năm 2011 và đây cũng là điểm đầu tiên mà mình sẽ vào trong để khám phá, để có một cái nhìn tổng quát về văn hóa, miền đất và con người nơi đây. Và vào khu bảo tàng thì chúng ta sẽ có 3 khu vực. Khu vực thứ nhất là đa dạng sinh học, khu vực thứ hai bên kia là văn hóa dân tộc, và khu vực bên này là khu vực không gian về lịch sử. Thì có một điều thú vị ở bảo tàng này là khi các bạn vào thì các bạn sẽ thấy xuất hiện 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Ede. Gian trưng bày đầu tiên trong khu vực đa dạng sinh học đó là tiêu bản của những loài thú có tại vùng đất này, như là lửng lợn, nhím, gấu chó, hổ, hoảng, chồn, chồn bay, báo hoa mai, sơn dương, mèo rừng, tê tê, trăng, cá sấu, kỳ đà, vân vân. Theo thông tin của bảo tàng thì Đắk Lắk có diện tích 13.125 km2 với địa hình xen lẫn núi và thung lũng, kết quả của quá trình hoạt động núi lửa 20 đến 30 triệu năm về trước. Hệ sinh thái ở đây khá đa dạng, khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Ví dụ đây thì các bạn thấy là một con chồn bay nè, đó. Mình đoán vậy bởi vì nhìn cái hình dáng đó mình cũng đoán đây là một con chồn bay. Đó, mình các bạn thấy là thiên nhiên ở đây là cái sự đa dạng sinh học nó tuyệt vời như thế nào. Và ở trong khu trưng bày này có một cái mình thấy phải nói là mình khá là bất ngờ khi đến đây. Mình không nghĩ là ở đây thì họ có cái phần trưng bày này. Đó là cái khu gian trưng bày về khoáng sản và đất. Thì rất là hay, ở đây là họ phân loại ra các cái loại khoáng sản và đất và họ trưng bày đây để mình biết được là ở trên vùng này thì là họ có những cái khoáng sản như vậy, có những cái loại đất như vậy và nó phù hợp với những cái tiềm năng về sản xuất, về nông nghiệp như thế nào ha. Các gian trưng bày cũng đem đến cho người xem những mẫu vật về rừng như các loại gỗ rừng trồng cũng như ứng dụng của chúng trong đời sống, hay như những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao như là cây cao su. Đắk Lắk là xứ sở ba gian phì nhiêu, phù hợp cho các loài cây như là cà phê, cao su, hồ tiêu. Để mà nói về các loại nông sản ở trên khu vực Tây Nguyên này thì là nếu mà nhắc đến khu vực này chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến cà phê và tiêu, đúng không?
Và bên đây thì có khu vực mà người ta giới thiệu các cái loại cà phê cũng như là quế hay là nấm linh chi, hồi, bạch quả rất nhiều ha. Và có một cái thú vị ở bảo tàng này, đó là chúng ta có thể tương tác được với cái vật liệu trưng bày luôn. Đây là cà phê nha các bạn, các bạn có thể cầm lên, các bạn ngửi. Và đây là cà phê Arabica. Bên này là cà phê Robusta nè. Đó, các bạn có thể là tương tác, ngửi được luôn. Và tương tự bên khu vực này là khu vực trưng bày tiêu. Và tiêu ở đây thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cầm lên, chúng ta tương tác luôn ha. Một bên là tiêu đen, một bên là tiêu sọ. Bên này tiêu sọ này. Đó, thì đây là cái điểm mà thú vị ở bảo tàng này. Mình nghĩ các bạn rất nên đến đây nha các bạn. Ngoài ra cũng có một gian trưng bày các loại cây thuốc. Được biết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, người ta đã phát hiện hơn 300 loài thực vật có đặc tính dược liệu. Ở đây có trưng bày một thang thuốc Amacong trị đau dây thần kinh, đau lưng, kém ăn, mất ngủ, bổ thận, tráng dương. Và đây là một khu vực trưng bày và nó cũng rất tuyệt vời các bạn. Đây là bức hình được người Pháp chụp vào năm 1948 đến năm 1950, trong khoảng thời gian đó ha. Và ở bức hình này thì các bạn có thể thấy là họ đang canh tác rẫy. Ở đây thì là người đàn ông, họ sẽ dùng những cái gậy để họ chọc những cái lỗ. Và người phụ nữ đi theo sau thì họ sẽ rải hạt thóc xuống dưới đó, sau đó họ dùng chân họ lấp lại. Đó, và cứ như vậy thôi là xong. Đó, một bức hình rất là hay. Và đây là những công cụ để họ canh tác rẫy nè. Và thú vị nữa là bên này có những cái loại gùi khác nhau các bạn. Thì những loại gùi này thì là theo từng dân tộc nha. Ví dụ như là loại gùi này là của dân tộc Mơ Nông, gùi này là của dân tộc Ê Đê, gùi này của dân tộc Gia Rai. Đó, thì là theo mình được biết thì là ở đây thì những cái loại gùi này thì họ cũng sẽ làm, khi mà làm ra thì họ cũng là đo theo kích thước của cái lưng. Đó, để cho nó phù hợp với cái lưng của người đeo. Theo thông tin từ bảo tàng thì hiện ở Đắk Lắk có người của 49 dân tộc anh em đang sinh sống. Theo thống kê, cách đây hơn 100 năm vào năm 1922 thì người Kinh ở đây rất ít. Có 3 dân tộc tại chỗ sinh sống ở Đắk Lắk là người Ê Đê, Mơ Nông và Gia Rai. Chế độ mẫu hệ bảo lưu ở cả 3 dân tộc. Khu vực trưng bày này cũng giới thiệu nhiều nét sinh hoạt đời sống của các dân tộc tại chỗ, như là thuyền độc mộc, cách mà họ săn voi, thuần dưỡng voi, hay là kiến trúc nhà cửa, cồng chiêng, nhạc cụ, vân vân. Nhưng mà mình sẽ không giới thiệu quá kỹ, để mọi người đến bảo tàng tìm hiểu thực tế sẽ thú vị hơn. Mình sẽ chỉ điểm qua một số nét chính và những câu chuyện khác mình sẽ trực tiếp trải nghiệm vào ngày hôm sau. Và để tìm hiểu cuộc sống của người Ê Đê thì ở đây có một cái gian trưng bày về những cái bộ trang phục cũng như là các cái trang sức của họ. Ở đây chúng ta có thể thấy những cái vòng đeo chân, những vòng đeo tay, hay là những cái mà chúng để họ xỏ tai, để họ căng tai, họ đeo lên. Rất là chi tiết ở đây, các bạn có thể đến tìm hiểu ha. Mình sẽ không nói quá chi tiết để các bạn đến đây, các bạn có tìm hiểu. Thì ở đây thì mình theo mình được giới thiệu là có những cái bộ trang phục, có những cái để thể hiện cái đẳng cấp trong cái cộng đồng, trong xã hội của họ. Ví dụ như những cái họ, người nào mà đeo càng nhiều những cái vòng này nè thì họ càng giàu có, ví dụ vậy. Hay là như ở đây, những cái bộ trang phục này thì mỗi bộ trang phục nó sẽ dành cho những người khác nhau. Ví dụ như cái bộ màu đỏ này là dành cho thầy cúng, hay là những cái bộ như thế này đi, đó thì sẽ dành cho những người trưởng làng. Thì nãy giờ thì mình đã lướt qua rất là nhiều không gian ở trong này, không chỉ là trang phục, cách họ dệt, mà còn được vào không gian cồng chiêng, hay là tham quan các nhạc cụ, hay là cách họ làm rượu ha. Ở đây thì là khu vực nghi lễ, chúng ta thấy những cây nêu, với những cây nêu này để làm cái lễ lập buôn lập làng nè, hay cái lễ hiến sinh trâu. Ở đây có những bức hình tư liệu chúng ta có thể là qua tìm hiểu và quan sát ha. Đó, rất nhiều các cái phong tục về văn hóa rất là độc đáo. Và khu vực cuối cùng bảo tàng mình đi thăm hôm nay đó là khu vực về lịch sử. Và thật là bất ngờ khi mà ở khu vực này người ta lại để hình một con ốc Anh Vũ hóa thạch như thế này. Và theo mình được giải thích là đây là một trong những mẫu vật người ta tìm được ở khu vực này. Các bạn có thể vào đây các bạn xem, bên này có một cái mẫu vật con ốc Anh Vũ hóa thạch. Và điều này chứng tỏ rằng là khu vực này trước đây đã từng là biển. Và do những cái hoạt động địa chất, những hoạt động của vỏ trái đất, và bây giờ thì là ở đây thì là một cái vùng núi, vùng cao nguyên. Nhưng mà ngày xưa thì nó đã là một cái nơi mà đã có những con ốc Anh Vũ dưới biển sống như thế này ha. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái xương hóa thạch người ta khai quật được. Ví dụ đây răng voi châu Á 10.000 năm,
hay là những cái xương động vật mà có thể tuổi đời lên đến là 60 triệu năm. Tất cả thông tin đều có ở đây. Trong khu vực trưng bày về lịch sử thì ngoài các mẫu vật hóa thạch khai quật được thì cũng có nhiều hiện vật khác để người xem có cái nhìn về một thời kỳ dài trong lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của vùng đất này, cũng như quá khứ hào hùng trong quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân trên địa bàn tỉnh. Bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột với hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, khói lửa chuyển động với nhiều thông tin chi tiết rất sống động. Và đây cũng là cái gian trưng bày cuối cùng mà mình tham quan bảo tàng trước khi mình di chuyển sang nơi khác. Và đọc là một điều hôm nay ở bảo tàng này thì mình phải nói là rất xứng đáng để các bạn bỏ thời gian khi các bạn lên Buôn Ma Thuột để các bạn có thể tham quan ở đây. Bởi vì cái khối lượng thông tin và kiến thức nãy giờ mình tiếp thu được ở trong bảo tàng này nói rất là nhiều và rất là chất lượng luôn. Và cách trình bày, cách trưng bày cũng như là cách cung cấp thông tin đây mình phải nói là rất là khoa học và rất là chuyên nghiệp. Và hy vọng nếu có dịp thì các bạn đến Buôn Ma Thuột thì các bạn hãy đến đây đầu tiên trước khi chúng ta đi những điểm khác để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về vùng đất, về con người, về văn hóa này đây trước khi chúng ta khám phá tiếp. Một góc cũng rất thú vị trong bảo tàng là khu triển lãm ảnh Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ 20 do ông Jean-Marie Duchamp, người Pháp, chụp vào những năm 1952 đến năm 1955 khi ông làm nhân viên y tế tại đây. Các bức ảnh chụp bằng máy Rolleiflex và Samflex với phim âm bản khổ 6x6. Và qua đây, các bạn cũng có thể thấy được hình ảnh về Tây Nguyên những năm giữa thế kỷ 20 như tập quán cư trú, trang phục, nhạc cụ, các nghi thức, nghi lễ, vân vân. Và đây là một phần trong bộ sưu tập 200 bức ảnh mà ông chụp về Tây Nguyên. Ông Jean-Marie Duchamp sinh năm 1919 và qua đời ở tuổi 88. Và sau khi rời bảo tàng, rời khu vực trưng bày thì mình đã đi trên một con đường rất là đẹp với những nhiều cây cao lớn và rất là lâu năm. Và hiện tại thì mình đang đi tiếp sang một cái di tích cũng ở trong khuôn viên bảo tàng luôn. Đó là biệt điện Bảo Đại. Năm 1914, thời Pháp thuộc, nơi đây là nhà làm việc của công sứ tỉnh Đắk Lắk, ban đầu được xây bằng vật liệu như là gỗ, tranh, tre, nứa. Đến năm 1926, công sứ người Pháp tại Đắk Lắk là Paul Giron đã cho xây tòa nhà kiên cố hơn với gạch, đá, xi măng và hoàn thành vào năm 1927. Người dân địa phương khi đó gọi đây là tòa công sứ. Năm 1940, tòa nhà được xây dựng lại theo lối kiến trúc kết hợp những nét của Tây Nguyên và hiện đại. Năm 1947, ông Bảo Đại về nước với danh nghĩa là quốc trưởng. Từ tháng 11 năm 1947 đến tháng 5 năm 1948, ông ở đến sống và làm việc tại đây. Những năm từ năm 1949 đến năm 1954, hàng năm ông cũng lui tới đây vào đầu mùa mưa để nghỉ ngơi và săn bắn. Từ đó, người ta quen gọi nơi này là biệt điện Bảo Đại. Hôm mình đến thì biệt điện đang tạm đóng cửa, nên mình không vào được bên trong tham quan, hẹn dịp khác vậy. Phía trước biệt điện cũng có một cây long não được trồng từ năm 1914, đến nay thì cũng 110 năm tuổi. Và vào buổi chiều sau khi mà mình tham quan biệt điện Bảo Đại cũng như là bảo tàng Đắk Lắk thì có một trải nghiệm mình được giới thiệu là đi ra rừng thông ngắm hoàng hôn. Và hôm nay thì mình cùng với Vinh Gấu và hai người bạn nữa ở Buôn Ma Thuột đã quyết định là ra đây mình ngồi có một chuyến picnic nho nhỏ thôi, pha cà phê và ngồi ngắm hoàng hôn, rất là tuyệt vời ha. Và đây là một cái kit pha cà phê của bạn Vinh Gấu. Mình đang phải nâng niu trân trọng trên tay, mình sợ là cái này mà rớt xuống là mình không biết nó đền sao luôn. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn Lam. Lam có thể giới thiệu về mình không nè? Xin chào mọi người, mình tên là Lam, là tên tiếng Việt, tên tiếng Ede của mình là Hờ Chen Ayum. Một cái tên rất là hay luôn các bạn. Rồi bên này là chàng trai rất là biết rất là nhiều về Đắk Lắk luôn, về Buôn Ma Thuột luôn. Hello, mình là Bam.
Và tên thật là Huế. Và rất là vui gặp các bạn trên kênh YouTube của anh Chachu. Ok rồi, bây giờ mọi người đã chuẩn bị các thứ rồi. Lúc nãy như mọi người thấy là lúc nãy là mình có dừng lại một cái tiệm bánh bánh tiêu, quẩy và xôi chiên đúng không? Xôi chiên. Đó. Ngoài ra thì có trái cây nè, các loại mứt nè. Đó. Và cà phê. Đó thì hôm nay là coi như một buổi trà chiều nữa ha, nhưng mà buổi trà chiều mà dưới kiểu picnic mà đang ngồi đây ngắm mùa thông. Và ở đây thì là các bạn nhìn ánh sáng hôm nay. Hôm nay trời rất là đẹp các bạn. Hôm nay phải nói là trời Buôn Mê Thuột rất là ủng hộ mình lên đây thăm luôn. Và khu rừng thông này thì là cũng rất là yên tĩnh và rất là trong lành. Ngồi đây thì mình có thể nghe thông reo nè, rồi ngắm hoàng hôn và chill với coffee, với cà phê. Và trong cái không gian này thì phải nói là rất là tuyệt vời khi mà mình ngồi đây nha, mình hít thở không khí trong lành, nghe thông reo và ăn trái cây, cũng như là mình trò chuyện với những người bạn ở đây. Và hôm nay thì mình phải nói là rất may mắn, chuyến này rất may mắn mình biết được những người bạn mới ở Buôn Mê Thuột, những người phải nói là từ chiều đến giờ là kể cho mình rất nhiều chuyện, cung cấp rất nhiều thông tin mà mình cảm thấy bị choáng ngợp. Tức là bây giờ phải ra rừng thông để cái như là ngồi nghỉ, để cái như là tiêu hóa bớt thông tin về việc quá nhiều. Nhưng mà toàn chuyện hay thôi các bạn. Và đây là bạn Lam mà mình cũng vừa mới quen thôi. Và nói thật, bạn Lam là có một cái mình rất là bất ngờ luôn, là sau khi biết tuổi của Lam, mình nói là thật là với giao diện này thì là thực sự là trông trẻ hơn tuổi thật là 10 tuổi các bạn. Mà nói rất là trẻ luôn. Lam tên... tên thật là gì ta, lúc nãy Lan có nói nhưng mà thật sự là anh nghe nó cũng không kịp. Em xin phép được giới thiệu lại tên của em ha. Tên thật của em là Hờ Chen Ayun. Cái tên này thì là anh thấy hình như có một cái chữ hờ phía trước đúng không? Dạ đúng. Và trên đây có phải là một cái đặc trưng trong cái tên của người ED không? Dạ đúng vậy. Đặc trưng của tên người ED khá là khác biệt. Cái chữ hờ chỉ người đó là phụ nữ đối với cái tên của người nữ, còn tên người nam sẽ có chữ Y phía trước. Và đặc biệt một điều này nữa, hờ nó sẽ giống như cái chữ đệm thị của bên người Việt, tức là người Kinh. Rất là hay đúng không? Dạ. Vậy còn có một cái đặc trưng nào khác trong tên của người ở đây được không? Ví dụ như cái họ hay là cái gì đó? Anh để ý ha, thường thường người Kinh của mình là họ trước tên sau, nhưng người ED lại là họ phía sau và tên thì nằm phía trước. Quá hay luôn. Và có một điều lúc nãy vào bảo tàng anh rất là thích thú, đó là bên trong bảo tàng thì là có bốn ngôn ngữ là tiếng Việt nè, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng AD. Vậy anh hỏi một điều nữa là như vậy là chứng tỏ là cái tiếng AD ở đây vẫn rất là phổ biến đúng không? Dạ, tức là mọi người vẫn nói có thể nói tiếng AD với nhau. Dạ phải. Mọi người vẫn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tiếng AD khi ở nhà. Nói chuyện, còn khi mà đi học thì ví dụ học cùng trường với các bạn người Kinh thì mình vẫn phải sử dụng tiếng Kinh. Thí dụ như gia đình của em đi ha, gia đình của em thì sống ở giữa thành phố và chung quanh gia đình em lại là người Kinh, không có người ED. Thì ba mẹ em nói chuyện giao tiếp với nhau ở nhà bằng tiếng ED và cái điều đó nó ăn sâu trong tiềm thức của tụi em. Thì mọi người ở nhà sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng ED. Đó là một quy định bất thành văn. Đúng là nó, mình cảm nhận được cái mùi vị cà phê nó rõ hơn, nó thơm hơn. Nó có hương trái cây đúng không ta? Rất là thơm luôn. Cái hiệu này là hiệu gì ta? Every Half hả? Bây giờ là tới lượt là ăn cái này xôi chiên đúng không? Xôi chiên mua của tiệm lúc nãy á. Bánh bao chiên chứ không phải xôi chiên. Bánh bao chiên, xin lỗi các bạn. Ồ, bên trong là cũng có nhân giống bánh bao luôn nè, trứng cút với lại mộc nhĩ. Chắc là được phải quay lại chỗ này mua đem vào tối đó ăn, rất ngon. Cái là cái nước của cái nhân nó thấm vô trong cái vỏ bánh bao luôn. Ăn trên ăn cái vỏ cũng rất là ngon.
Lúc này thì mặt trời đã lặn rồi và mọi người đang dọn đồ để đi về. Thì nếu các bạn có tới đây chơi, các bạn nhớ dọn dẹp vệ sinh thật kỹ, dọn dẹp sạch rác, đem rác về nha. Giữ gìn vệ sinh môi trường tại đây nha. Lên Buôn Ma Thuột thì phải ăn bánh ướt ban mê nha. Đây, hôm nay mình đến một cái quán này. Quán này thì hình như quán này mới đúng không mọi người? Dạ, đúng rồi. Quán này mới. Mình cũng không biết là quán ăn ngon không, nhưng mà mình hy vọng là ngon. Bởi vì là người địa phương giới thiệu thì mình nghĩ là cũng phải chất lượng đúng không? Ở đây thì là ăn bánh ướt kiểu mà như này các bạn này. Kiểu có một chồng, những cái chồng dĩa nè, đó. Sau đó thì mình sẽ cuốn với lại những cái thành phần ở đây. Thì mình vừa mới gọi là full combo hết luôn. Rồi đây các bạn, nguyên một chồng bánh ướt đây. Đó. Đây là những cái thành phần để mình cuốn kèm với bánh cuốn ha. Bánh ướt ở đây được tráng rất là mỏng các bạn. Một cái dĩa này chỉ có đúng như đây thôi, rất là mỏng. Và khi ăn xong nó sẽ thành một chồng cao nè. Đó, nhìn là nhiều, nhìn là cao, nhìn thấy nó hoành tráng thôi, chứ thực ra là trên này nó có một cái lớp rất mỏng mà mình sẽ cuốn với những thành phần ở đây ha. Ở đây có 4 loại nước chấm nha các bạn. Đây là mắm nêm nè, mắm ớt tỏi nè, mắm ngọt, và ở đây là một cái loại tương mà để chấm chúng ta, giống như cái loại tương mà chúng ta hay chấm với lại ăn nem nướng đó. Đó thì cũng sền sệt như vậy ha. Ngoài ra ớt tỏi đầy đủ. Đây là món đặc sản không thể nào bỏ qua khi mà đến Buôn Ma Thuột cho các bạn, nhất định là phải ăn. Mắm nêm rất ngon các bạn. Bây giờ mình chấm thử cái nước mắm kẹo nha các bạn. Đây, nó sệt sệt rồi. Đó, mình nghĩ nước mắm này họ được nấu lên cho nó kẹo nè. Và rất nhiều tỏi và ớt nha. Cái mùi tỏi nó rất là nồng, có thơm. Và nước mắm cái này nè cũng hơi cay nha các bạn, hơi cay nha. Nhà mình bán lâu chưa anh? Mình gần 30 năm. Gần 30 năm rồi ạ? Hai thế hệ rồi, từ bà về tới Tiên Anh. Dạ. Yeah. Một ngày mình bán từ mấy giờ anh? Anh bán từ 6 giờ sáng cho tới 1 giờ đêm. 6 giờ sáng tới 1 giờ đêm luôn ạ? À? Xong hôm sau là xong anh thức dậy được mà anh bán tiếp? Bà xã bán buổi sáng. Dạ. Yeah. Anh bán từ 11 giờ cho tới 1 giờ đêm. Dạ. Yeah. Trong ngày anh ngủ tới 9-10 giờ. Dạ. Rồi, bây giờ mới là tiết mục bún đỏ. Thì vừa vào một cái là mình ngửi được cái mùi rất là thơm ha. Và bún đỏ đây thì là do cái sợi bún nó đỏ nên mình gọi là bún đỏ. Đấy, mình còn một tô đầy đủ luôn. Và đặc biệt ở đây là có rau cần. Rau cần. Đây, có một miếng cua. Và ở đây các bạn có thể gọi thịt bò nữa nha. Nhưng mà mình gọi một cái miếng giò. Ở đây có thịt viên hả mình? Thịt viên đúng không? Mọc. Với lại trứng cút. Nóng hổi luôn.
Nước thanh và nó hơi ngọt, cái vị nó hơi ngọt. Ở đây thì các bạn có thể cho thêm ớt nè, cái này là mắm mắm tôm đó, mắm tôm đúng không? Dạ. Tôm đây. Một món bún rất là thanh mát nữa là bởi vì nó có rau các bạn. Nước dùng rất là đậm đà và nếu các bạn, mình khuyên các bạn nên cho mắm tôm và sữa ớt vào ăn sẽ rất là đậm nha. Thì bản chất cái nước lèo ở đây nó hơi ngọt ngọt. Rồi hôm nay là ngày thứ hai mình ở Buôn Mê Thuột và sáng nay thì mình được người bản địa dẫn đi ăn sáng. Và hôm nay sáng nay mình ăn món gì em? Hôm nay chúng ta sẽ ăn bún chìa. Bún chìa, nghe tên bún này lạ ha. Bây giờ mình sẽ đi ăn và mình sẽ tìm hiểu xem bún chìa là bún gì nha. À, tại sao gọi là chìa cô? Rồi, cái này là nó nằm ở cái đuôi của con heo á. Đuôi đi sau. À, mình là bán lâu chưa cô? Quán của mình á? Mình bán được 25 năm rồi. Ồ, 25 năm luôn. Chìa sao? Đã gọi một tô bún chìa các bạn, nhìn rất là hấp dẫn. Đây thì theo mình được giải thích đó, chìa ở đây là cái thịt đùi sau của con heo, ở đây gọi là chìa. Thì ở đây thực ra là một quán bún bò Huế và ở đây đó các bạn có thể là gọi những cái tô bún bò Huế thông thường thì cũng được, bún bò giò thông thường cũng được ha, nhưng mà các bạn cũng có thể gọi thêm một cái phần đặc biệt đó là bún bò chìa đó. Thì để mình cho mình xem các bạn, mình để mình cho các bạn xem cái miếng thịt chìa nó to nè, đùi sau của con heo rất là nặng các bạn, nãy giờ bưng lên cũng hơi là nặng đó. Thử miếng nước dùng nước lèo quá nè. Rất là thơm nha các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cho thêm sa tế. Ở đây họ ăn với lại rau sống bào nha các bạn. Rau xà lách nè, bắp cải, hoa chuối và rau thơm bào. Cái chìa rất là mềm các bạn. Rất là mềm. Và sau khi ăn sáng xong, trước khi tiếp tục hành trình, không còn gì tuyệt vời hơn là làm một ly cà phê ở phố núi cho tỉnh táo. Và điểm đến tiếp theo ở thành phố Mô Thuộc, mình sẽ đi một cái buôn ở ngay trong thành phố luôn. Và theo anh được biết đây là cái buôn người ED duy nhất ở trong thành phố, đúng không? Dạ, và hôm nay thì mình tiếp tục đồng hành với bạn Hajen Ayun để bạn có thể là giới thiệu cho mình biết nhiều hơn về cái buôn này. Và cái buôn này có một cái tên mà hôm qua anh đã ráng là anh học để anh đọc chính xác nó, đó là buôn Akothon. Dạ. Đúng không? Ok. Akothon đó, học nhưng mà vẫn đọc vẫn chưa chính xác lắm. Dạ. Và bây giờ chắc là mình sẽ đi vào bên trong và mình sẽ tìm hiểu về nhà dài của dạ. người ED, và mình tin chắc rằng là trong quá trình mình tìm hiểu cái ngôi nhà này thì mình sẽ biết được thêm về đời sống của người ED, đúng không? Dạ. Mình đi dạ, em mời anh. Dạ. Wow. Dạ. Đây mặc dù là một cái quán cà phê, một nhà hàng, nhưng mà anh thấy hình như là cái ngôi nhà này cũng cổ kính đúng không em? Cũng rất dạ, là cũ đúng rồi. Không? Nó là một ngôi nhà điển hình của người ED, như một ngôi nhà sàn dài cổ kính. Thì anh nhìn cái chất liệu anh sẽ thấy là bằng gỗ rất là nhiều, và anh cũng đã thấy là nó có cái sự xưa cũ ở trên đó rồi. Và anh nhìn vô thì anh sẽ thấy hai cái cầu thang lên xuống. Cầu thang này có thể được gọi là cầu thang cái. Cầu thang này có thể gọi là cầu thang đực, gọi là nô. Tuy nhiên, tùy theo mỗi ngôi nhà sàn sẽ có bao nhiêu cầu thang con ở phía bên cạnh.
Còn vua nhà sàn mà anh thấy có cái bầu ngực ở đây thì người ta thường thường người ta hay gọi là cầu thang cái và cầu thang, thì anh để ý cái số bậc của cầu thang nó là số lẻ. Theo quan niệm của người Ê Đê, số lẻ tượng trưng cho sự may mắn. Và cầu thang này thì thường thường gia chủ, tức là chủ nhà và khách quý được mời đi bằng cầu thang này. Còn người đàn ông trong gia đình sẽ đi bên này? Dạ đúng rồi. Và cũng tùy là ví dụ cái vị đó có một cái chức sắc nào đó, thí dụ như là trưởng làng hoặc là một người thầy sự kiện hay như thế nào đó thì họ vẫn có thể đi cầu thang này. Có nghĩa là quan trọng nhất là người chủ nhà đó mời cái vị đó, nếu cái vị đó là một vị khách quý thì đi cầu thang phía bên này. Và nói chung là theo anh biết thì là người ở đây thì theo chế độ mẫu hệ đúng không? Dạ đúng rồi. Vì vậy cho anh nghĩ là cái cầu thang này nó cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng đối với ngôi nhà. Dạ đúng rồi. Và còn ngôi nhà thì anh thấy là đặc trưng thì là sẽ có hình cái mái, hình tam giác và đổ xuống như này. Và cái phần mái ở bên trước nó hơi nhô ra một chút. Giống như hình con thuyền. Con thuyền. Nếu vậy thì anh đoán đây là một con thuyền úp ngược đúng không? Dạ phải. Nhưng mà tại sao thì họ lại làm cái hình lại như vậy, em có biết không? Theo như những gì mà em đã biết và đã từng đọc và học á, thì người Ê Đê của em nguyên bản không phải là người ở tại vùng đất Tây Nguyên mà là cư dân ở những cái bán đảo di cư tới đây. Thì cái hình dáng con thuyền này để cho mình nghĩ đến cái nguồn gốc của mình. Và người Ê Đê thì thường thường xây nhà sàn sẽ dài. Nhà sàn dài và mỗi một gian thì sẽ có một hộ gia đình nhỏ ở bên trong đó. Vậy thì cái nhà sàn nó có tiếp tục nối dài theo các thời gian không? Dạ có anh, thí dụ như một người con gái trong gia đình đó lấy chồng và họ cần có một cái căn phòng để ở thì người ta sẽ nối tiếp một cái buồng phòng để nối dài nên mới có cái sự nhà sàn dài. Nếu vậy thì anh cho hỏi một chi tiết nha. Nếu vậy thì có vẻ như là người Ê Đê thì sẽ ở rể. Dạ đúng rồi. Rất là thú vị. Có nghĩa là người phụ nữ phải đi hỏi cưới người đàn ông. Tức là theo chế độ mẫu hệ. Dạ phải. Ok. Và con sinh ra thì mang họ mẹ. Bây giờ anh sẽ lên nhà, anh là khách thì anh sẽ đi cầu thang bên này đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Khách quý mới được mời lên cầu thang bên này đó ạ. Rồi. Và khi mà lên trước nhà cái là anh thấy có hai cái này giống như là hai cái cái cối để họ giã gạo hay sao? Dạ đúng rồi, họ giã gạo và giã một vài món ăn của người Ê Đê nữa. Cái cối tiếng Ê Đê gọi là sung. Sung. Dạ. Và cái chày giã cối thì ở đây em không thấy, nó gọi là tlo. Thì vào mỗi buổi chiều hoặc là mỗi buổi sáng, người Ê Đê trước khi mà họ nấu cơm, họ sẽ cho ở đây cái chày này đúng không? Dạ dạ đúng rồi, chắc cái này. Okay. Dạ dạ. Ok. Vào mỗi buổi sáng đó thì họ sẽ cho lúa vào trong đây và sẽ có hai người đứng giã trong gia đình. Dạ, người giã xuống, người giã lên vậy đó. Thì sau đó thì họ mới sử dụng cái này, cái rổ, cái nia này. Họ sàng sau đó họ lấy gạo và họ nấu cơm. Thường thường người Ê Đê sẽ nấu cơm vào buổi sáng, lý do là sau đó họ phải đi rẫy thì họ nấu cơm trước để mà có thức ăn. Đây thì vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu là cái ngoại thất, cái hình dáng bên ngoài của căn nhà đúng không? Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Đó thì bên trong thường là bước vào một cái nhà dài của người Ê Đê thì là mình sẽ bước vào cái gian nào đầu tiên? Đầu tiên mình sẽ bước vào căn gian khách, và gian khách tiếng Ê Đê gọi là ka. 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 Thì anh thấy ở đây là cái kết cấu của họ là anh thấy họ tức là họ ghép những cái sàn nhà lên nhau thôi, họ không dùng đinh hay là một cái vần gì đó để cố định đúng không? Dạ phải rồi anh, đó là những cái cấu gỗ nguyên khối và được họ đục đẽo làm sao nó vừa để khi họ bỏ vô họ nó sẽ vừa vặn với lại cái thí dụ như cái sàn nhà để anh thấy được gỗ nguyên khối tròn to. Nguyên khối. Dạ. Và họ làm một cái phần ở trên này để sau đó họ đỡ cái bệ đỡ này, anh sẽ không thấy có một cây đinh nào trong một cái ngôi nhà sàn nhưng mà lại rất là chắc chắn. Dạ phải. Đây là ghế cặp ban. Ghế cặp ban là ghế dài, ghế trong nhà sàn dài. Và thường thường á, trong nhà sàn dài của người Ê Đê á, ghế cặp ban anh sẽ thấy trong một gia đình. Thứ nhất là gia đình đó phải có điều kiện mới có thể đẽo được cái ghế này. Bởi cái ghế này là một thân cây gỗ to nguyên khối. Ngoài ra anh phải cúng dường theo kiểu tâm linh của người Ê Đê. Dạ, thì anh mới được đem ghế này vô trong nhà. Và dưới ghế cặp ban thì anh sẽ thấy những bộ cồng chiêng.
Yeah. À, tức là họ tận dụng không gian bên dưới này, họ để cồng chiêng luôn. Cồng chiêng. Và ghế cơ pan này thường thường là các nghệ nhân đánh cồng chiêng cũng sẽ thường ngồi trên ghế này để đánh cồng chiêng. Vậy thì anh ngồi lên được không? Dạ được thôi. Ok rồi, bây giờ mình cùng ngồi đây mình nói chuyện tiếp ha. Dạ. Yeah. Và anh thắc mắc là tại sao cái ghế này nó lại dài như vậy em? Nó là họ làm theo cái chiều dài của căn nhà hay là đơn giản chỉ là một cái ghế dài để nhiều người ngồi lên thôi? À, thực ra cái ghế cơ pan này nó có một cái nghĩa rất là thú vị. Nó có mang tính gọi là tình bằng hữu, xóa tan mọi hận thù. Và khi ngồi trên ghế này anh không phân biệt chủ tớ hay bất cứ giai cấp nào cả. Tức là lúc này em có nhắc đến một cái cụm từ là ngồi đây thì sẽ làm gắn chặt cái tình bằng hữu đúng không? Dạ phải. Ví dụ như hai người mà đang để có một cái xung đột gì đó, khi họ ngồi lên đây thì sao? Khi họ ngồi lên đây thì là mọi thứ đã được xóa tan và không còn sự hận thù ở bên trong đó nữa. Vậy là cái ghế này cũng mang một cái tính biểu tượng rất là hay đúng không? Dạ. Wow. À, em muốn giới thiệu với anh Travis thêm một vật dụng rất là thú vị và một dụng cụ thì đúng hơn. Đây là cái trống hợp cực. Cái trống này được làm từ da trâu và cái trống này thì em nghĩ rất là lâu đời rồi. Cái trống này họ sẽ gõ vào cái mặt bên này đúng không? Dạ đúng rồi. Anh gõ được không? Dạ được. Ngoài ra anh sẽ thấy đây là những cái tre. Tiếng Ede gọi là tre. Những cái chế này thì để người ta ủ rượu. Ủ rượu. Dạ, để ủ rượu. Rượu cần đúng không? Dạ đúng rồi, ủ rượu cần. Ok. Rồi, xin phép mời anh Phương vào trong gian bếp ha. Gian bếp tiếng Ede gọi là Ok. Ok. Ngoài gian bếp ra thì người ta sẽ ngủ bên cạnh gian bếp nữa. Và có một điều thú vị đó là người chủ nhà thường thường sẽ ở gian bếp Ok. Và người con gái chưa chồng cũng thường thường ngủ với mẹ mình ở Ok. Nhưng mà có lý do là tại sao mà họ ngủ ở gian bếp không? Tại vì phòng của người chủ nhà sẽ kề cận bên cái bếp lửa. Cái lý do thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Okay. Em mời anh ngồi. Ở người Ede thì ở trên bên cái bếp lửa này, cái này tiếng Ede gọi là pra. Pra này người ta sẽ bỏ một cái mẹt lớn ở trên đây. Ở trên đây người ta có thể, ngày xưa thì người ta hay săn bắt thú rừng thì người ta sẽ phơi thịt thú rừng trên đây. Và ngoài ra người ta sẽ đựng những cái dụng cụ, thí dụ như quả bầu mà họ cần hun khói để cho nó có độ bền á, họ cũng sẽ để ở trên đây. Và cái bếp này á thì họ làm bằng thủ công. Đặc biệt ở cái căn bếp này là người phụ nữ sẽ nấu nướng ở đây. Và đây là cái nơi tụ tập gia đình. Tức là mọi người là quay quần bên bếp lửa đó, là một cái sự gọi là sum họp gia đình. Dạ phải. Quá là còn hay. Có một cái căn bếp nữa ở ngoài, gọi là ở gian khách á, thì cái bếp đó sẽ dành để tiếp khách nhiều hơn. Và những người đàn ông thì thường thường ngồi chuyện trò hoặc là uống rượu cần thì ở gian đó. Gian này thì trong căn nhà của truyền thống người Ede thì anh sẽ thấy người phụ nữ ở đây nhiều hơn. Ở đây thì là căn nhà thì mình thấy là anh thấy là cũng chưa dài lắm thôi, nhưng mà anh có để một cái đặc điểm đó là tại sao ngôi nhà đây cái vách nó hơi nghiêng ra ngoài một chút, là do thời gian nó làm nghiêng hay là do cái kiến trúc là như vậy? Dạ thưa anh, không phải là do thời gian mà cái vách nó nghiêng, mà bởi vì kiến trúc nhà sàn dài của người Ede nó đã là như vậy. Và ngày xưa thì cái vách này được làm từ nứa đan lại với nhau. Chứ không phải là vách dạ, gỗ như rồi, này. Vách gỗ. Và ngay cả cái sàn cũng vậy, cũng được làm từ tre nứa đan lát lại với nhau. Còn cái phần mái thì sao em? Phần mái thì được bằng cỏ tranh. Cỏ tranh. Nguyên bản là nhà sàn dài của người Ede, phần mái sẽ được làm bằng cỏ tranh. Và khoảng chừng 6 tháng cho tới 1 năm người ta sẽ lợp lại cái lớp cỏ tranh một lần nữa. Và như anh thấy đó, ngôi nhà sàn dài này thực tế ra là mặc dù nó cổ cũ nhưng mà nó đã có gỗ và nó có sự chắc chắn nhiều hơn. Anh để ý thì dưới ngôi nhà sàn dài của người Ede thì anh có thấy rằng là nó được nâng lên đúng không? Làm cao lên. Thứ nhất là người Ede sống ở vùng núi thì ngày xưa có thú dữ, thì họ tránh thú dữ là một. Với thứ hai nữa là khi nước dâng lên họ cũng được tránh cái việc nước nó vô trong nhà. Và sau này á, thì người Ede thường thường mỗi lần mà đi lấy củi ở trong rừng thì họ sẽ chất củi ở dưới đây. Hoặc họ sẽ nuôi gia súc ở dưới, nhưng mà vì vấn đề vệ sinh nên người Ede bây giờ không làm điều đó nữa. Họ chỉ để ở dưới như vậy thôi.
Tức là theo cái tập quán sinh hoạt của họ thì ngày xưa là đã họ đã thiết kế một ngôi nhà rất là hoàn hảo, tận dụng được mọi công năng và phù hợp với cái điều kiện sống ngày xưa của họ. Dạ đúng rồi. Ở đây thì anh thấy có một cái là cái buôn này, anh thấy là hiện nay thì có rất nhiều nhà cửa hiện đại rồi. Nhưng mà anh đi dọc đường, anh đi để ý thì anh sẽ thấy là bên trong mỗi khuôn viên của nhà thì đều có một cái nhà dài vẫn còn tồn tại, đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là một cái buôn làng phải nói rất là giữ được cái vẻ truyền thống của mình. Tức là ngoài việc họ xây dựng một căn nhà xây ra thì họ vẫn lưu giữ lại căn nhà sàn dài truyền thống. Như anh thấy thì căn nhà dài truyền thống của người Ede lại nằm theo hướng Bắc Nam. Ồ, tại sao như vậy em? Người Ede có nhà, khi họ đi ngủ, đầu của họ thì sẽ nằm ở phía hướng Đông, mà chân của họ thì sẽ ở hướng Tây. Đó là lý do tại sao căn nhà dài này lại theo hướng Bắc Nam. Như em đã có nói đó là khi họ ngủ thì đầu của họ nằm ở phía hướng Đông, mà hướng Đông thì anh biết là hướng của mặt trời mọc. Và chân của họ thì luôn luôn ở hướng Tây. Đặc biệt tất cả các khu vực buôn làng của người Ede đều sẽ xây dựng theo kiểu hướng nhà sàn dài theo hướng Bắc Nam hết toàn bộ. Bây giờ thì mình sẽ tạm chia tay với buôn Akothon. Akothon, đó là buôn chính xác. Để mình đến một cái buôn tiếp theo, đó là buôn Đôn. Và khi nó đến buôn Đôn thì rất là nổi tiếng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xe qua bên đó ha. Buổi trưa hôm nay thì mình đang có mặt tại Buôn Đôn. Và đây bên trong đây là khu du lịch cầu treo Buôn Đôn đúng không? Dạ. Vé vào cửa là 40.000 đồng. Và vào trong đây thì các bạn là không chỉ là vào đây các bạn tham quan mà các bạn có thể ăn trưa ở trong này luôn. Thì anh hỏi một chút là em ơi, cái Buôn Đôn này không biết là cái lịch sử hình thành nó như thế nào em ha? Buôn Đôn này lịch sử hình thành nó như vậy anh ha. Anh sẽ nghe thấy là một là Buôn Đôn, hai là Bản Đôn. Bản Đôn là theo cách gọi của người Lào. Thì trước kia người Lào sang đây, ngược dòng sông Serapop sang đây thông thương buôn bán cùng với lại người Ede và người Mơ Nông bản địa sinh sống ở vùng đất này. Rồi sau đó thì họ lập gia đình cùng với người Ede hoặc là với người Mơ Nông. Thành thử ra họ ở đây và quần cư lại và nó hình thành cái làng đảo này. Đó là lý do tại sao mà lúc nãy anh đi vào đây anh thấy có một số quán ăn Lào. Và kể cả trong cái quán mình ăn ở đây luôn thì cũng có một số món Lào. Lý do là như vậy. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh hiểu rồi. Dạ phải. Và ở đây là làng đảo là chắc là do là ở trên cái dòng sông này có nhiều những cái đảo nhỏ phải không em? Dạ phải, đúng rồi anh. Nó có dồn những cái nhiều đảo nhỏ nên anh để ý ở đây ha. Là những cái gốc cây khi mà mực nước lên cao thì mình nó sẽ xâm xấp tới cái phần cầu này, cầu. Dạ. Nhắc đến Buôn Đôn thì anh cũng như là nhiều người khác sẽ nhớ cái bài hát là Chú Voi Con Ở Bản Đôn. Dạ. Và ở trong đây thì hiện tại còn voi không em? Dạ còn anh. Hiện tại trong đây vẫn còn voi. Và mọi người có một cái khu vực riêng để mà chăn thả voi ở khu vực này. Đây, khám phá đảo voi đây. Chắc là mình sẽ đi tiếp qua một con cầu treo nữa. Dạ. Và ở đây thì là có rất nhiều cầu treo. Anh thấy là rất nhiều cầu treo đúng không? Dạ phải. Mọi thứ là đi lại là trên cầu treo này hết. Và voi ở đây thì là voi kiểu như là voi nuôi nhốt hay là voi thả tự nhiên em? Dạ, voi ở đây được thả tự nhiên và có các quảng tượng trông nom. Tức là những chú voi đây là sẽ được thoải mái đi lại này, không bị chở khách, không bị chở gỗ. Dạ đúng rồi. Đặc biệt là không chở khách luôn. Dạ đúng rồi. Cái này thì anh rất là ủng hộ. Dạ em cũng vậy. Thực ra anh rất thích quan sát những loài động vật của chú voi đi lại ở trong tự nhiên hơn là ở trong những cái chuồng hay là trong sở thú. Có một tin vui là từ đầu năm 2023, đó là hoạt động cưỡi voi ở đây đã chính thức chấm dứt. Hiện chỉ còn dịch vụ du lịch thân thiện với voi. Khi vào khu vực đảo voi các bạn sẽ phải trả thêm tiền vé là 120.000 đồng nữa. Và lúc mình đến thì có một chú voi đang ở đây. Và theo mình quan sát thì chú voi này có đeo một sợi dây có chuông ở cổ như kiểu một chiếc lục lạc á. Và khi mình hỏi ra thì mình được biết là voi đeo như vậy để khi di chuyển trong rừng sẽ phát ra âm thanh và nếu con người đi trong rừng thì có thể nghe tiếng động mà nhận biết.
buổi trưa hôm nay thì là mình sẽ ăn một bữa ăn vừa có đồ đồ ở đây hay đồ Manong? Dạ, đồ, đây là đồ của người Lào. Người Lào. Và có cả món cơm lam của người Lào, của người Ede luôn. Đó, thì ở đây là có món gỏi đu đủ Lào này. Thì theo mình biết thì cái món này theo như mà hay mình gọi là món tầm Lào. Ở đây là thịt xiên nướng. Ồ, oh, và đây nè các bạn, vừa mới ra luôn, đây là món gà nướng. Đó, rất là hấp dẫn nha, một con gà nướng luôn. Và đặc biệt, gà nướng nó sẽ ăn với cơm lam. Cơm lam. Và ở đây thì là có những cái gia vị để mình chấm với lại gà này. Ở đây là những cái lá mà gia vị, đúng không? Họ muối, muối ớt và muối ớt và cái lá gia vị. Còn cái này là xả ớt các bạn. Nó rất là thơm luôn. Ok, và tiếp tục đây là cái món mà cá lăn sông Serapop. Yeah. Nấu chua, đúng không? Đó, rất là ngon nha các bạn. Rồi, giờ mình ăn thôi. Ăn nha mọi người, và hôm nay thì là chắc là mình sẽ hạn chế việc nói trong lúc ăn bởi vì là bên xung quanh hơi có nhiều tiếng nhạc. Đấy, mình sẽ ăn, tập trung ăn thôi. Giống kiểu Lào mà. Nó hơi chua hơn so với bên Lào. Nhưng mà ok. Và các bạn ơi, mình phát hiện trong cái món mà gỏi đu đủ này này á, các bạn có biết một điều đặc trưng ở đây là gì không? Mình chưa giờ ăn mà có món gỏi đu đủ mà ở bên trong này có me. Ở đây là có hạt me các bạn. Và dọc đường đi xuống Môn Đô mình thấy là có rất nhiều cây me ở đây luôn. Và mình nghĩ là để họ có một nguyên liệu đó để họ làm độ chua cho cái món gỏi này chính là me. Và hiện nay thì mình đang có mặt tại một cái nhà rất là cổ. Và mình nghe nói cái nhà này đã gần 140 năm rồi. Dạ đúng rồi, nó được xây dựng vào năm 1883 và hoàn thành vào năm 1885. Rất là lâu đúng không? Dạ, rất là lâu đời. Ngôi nhà này thì mang kiến trúc của người Lào. Và ngôi nhà này là của ông vua Sonvoy Kunuchop. Và ông ấy là người Mân-ông nhưng lấy vợ người Lào. Thì ngôi nhà này có giá trị như thế này. Gỗ thì được 12 con voi được có ngà kéo từ bên Lào sang. Và từ lúc từ năm 1883 cho tới năm 1885 để hoàn thành ngôi nhà thì ngôi nhà phải cúng tới 22 con trâu. Wow. Dạ. Nghe rất bất ngờ. Nghe rất bất ngờ, chắc là anh nghĩ bây giờ vào bên trong thì nó sẽ còn gì đó bất ngờ hơn. Dạ phải. Mình đi vào trong. Bởi vì cháu ngoại của vua Sonvoy Kunuchop cưới cụ Amakong về đây. Và theo như anh đã được nghe hồi nãy là người Ede và người Lào, người Mân-ông đều theo chế độ mẫu hệ. Thành thử ra cụ Amakong được cưới về đây và ở trong ngôi nhà này. Là cụ ở rể ở đây luôn. Dạ phải, cụ ở rể ở đây. Cho nên là tại sao anh nghĩ anh mới thấy lạ là lúc nãy thì là ngôi nhà thì ban đầu là do vua Sonvoy xây dựng, nhưng mà bên trong này thì có rất nhiều các cái kỷ vật cũng như là hình ảnh của Amakong. Mà như anh nghe mọi người nói là ông Amakong cũng là dũng sĩ Sonvoy đúng không? Dạ chính xác, ông ấy là một dũng sĩ Sonvoy và có sanh được voi bạch tượng nữa. Là một người cũng rất là tài giỏi. Còn đây là những cái dụng cụ mà theo anh đoán nha, anh cũng thấy có ghi chú đây luôn. Dạ. Là dụng cụ để họ không chỉ săn mà còn thuần dưỡng con voi này được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ngôi nhà này thì được làm bằng ba loại gỗ, đó là gỗ cà chít, căm xe và cẩm lai. Nhưng đặc biệt nhất là cái mái, anh thấy đó, nó được làm bằng gỗ cà chít. Vào mùa hè nắng nóng thì nó sẽ khít lại nhưng mà nó vẫn giữ lại cái độ gọi là thoáng khí. Và cái mái này thì đã được trùng tu, anh thử ra xen kẽ giữa cái mái cũ là sẽ có mái mới. Nó là khá là đặc biệt. Vậy còn trong mùa mưa thì sao em? Mùa mưa thì nó sẽ được giãn nở ra. À ok, để anh tưởng tượng lại nha, tức là cái mùa nắng thì nó sẽ co khít lại. Thì nó sẽ co lại. Thì nó sẽ thoáng. Nhưng mà mùa mưa thì là vì nước mưa nên nó sẽ giãn ra. Dạ đúng rồi. Ô cái loại gỗ này hay ha. Dạ. Thì nó như vậy là khi mà nó giãn ra thì nó sẽ giúp là lấp kín những cái lỗ bên trên là dạ, để nước mưa không có nhỏ giọt xuống. Anh cũng lúc đầu em nói anh mới để ý là chính là những cái mái này là bằng gỗ chứ không phải bằng ngói. Lúc này anh nhìn anh tưởng ngói nhưng mình dạ, em phải. Nói xong anh nhìn kỹ lại, ồ hóa ra là gỗ.
bằng gỗ. Hay đó là ha. Lý do tại sao ngôi nhà lại có giá trị là bằng 12 con voi kéo gỗ từ bên Lào qua và cúng bằng 22 con trâu. Rất giá trị. Dạ. Rồi buông đồn, mình cùng nhóm bạn di chuyển đến một địa điểm để đợi ngắm hoàng hôn ở hồ thủy điện Serepok. Và đâu phải cứ ở biển đảo thì mới ngắm hoàng hôn đẹp đúng không? Và hoàng hôn ở một chiếc hồ trên núi cũng thật nhẹ nhàng và lãng mạn, không khí trong lành và không gian vô cùng yên ả. Tối hôm nay thì mình đã quay lại buôn Angkor Thong và đây là nhà hàng Arun. Ban ngày thì bên ngoài kia thì mọi người có thể là thưởng thức cà phê. Và buổi tối ở đây có một không gian rất đẹp, như lúc nãy các bạn mình thấy mình đi vào, khu vườn rất là đẹp các bạn. Buổi tối như là đèn đuốc sáng và khu vườn nó càng rực rỡ hơn. Và hôm nay thì mình sẽ ăn tối ở bên trong này. Và đây là một cái bàn cho 6 người. Và đây sẽ là một không gian ăn tối mà mình nghĩ là cũng rất là ấm cúng và cũng đậm chất văn hóa bản địa ha. Và đây là bữa tối mà mình đã gọi ở nhà hàng Arun. Và tối hôm nay thì lại có thêm một bạn, người bạn địa phương ở đây nữa. Và mình cảm thấy rất là vui chuyến này gặp được rất nhiều người bạn mới. Và đây là Ison. Ison là người Mân-ông. Và hôm nay Ison sẽ là cái người mà cứ như là giới thiệu cho mình những cái món ở đây. Đầu tiên là món này anh thấy là nó hình như nó là chả cá phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, đây là chả cá Thác Lắc Hồ Lắc. Được nuôi trên hồ là đánh bắt trên hồ Lắc. Dạ đúng rồi, là chả cá Thác Lắc tự nhiên. Dạ hồ Lắc là một trong những cái hồ mà nước ngọt tự nhiên đó, nên là được lấy từ hồ tự nhiên đấy. Dạ đem lên trên này. Thì cái này cái cách chế biến có gì đặc biệt không, hay là đơn giản chỉ là mình giã nhuyễn ra mình chiên lên thôi? Dạ mình cái cách mà họ ướp với anh là cá Thác Lắc nó tự nhiên nó có độ ngọt nó rồi, nó độ thơm khi mà nào nó ra, xong thì có những cái phụ gia trong đấy như là mắm muối mọi người sẽ đều tay cho nên nó tạo được cái hương vị đặc trưng của cái cá đấy. Rồi còn có món tiếp theo, đây là món gì? Dạ đây là tép ram khế. Tép ram khế, tép ram khế con lấy được từ Hồ Lắc. Con lấy từ Hồ Lắc. Ở đây những cái con tép ở đây mọi người thấy cái rau nó sẽ cắt, con nào con này cũng sẽ được cắt rau hết, cũng rất là tỉ mỉ. Còn gia vị thì sao em? Dạ ở đây có tiêu là cũng sẽ là tiêu là một cái vị mà đặc trưng một xíu ở trong này. Khi mà mình làm ra mà có cái sự chua chua là khế, tiêu lên cho hơi cay cay mà nên mấy cái phần đen là nó là tiêu đi ha. Và tiêu cũng trồng cho Đắk Lắc luôn. Dạ tiêu Đắk Lắc chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi đúng không? Rồi ok, vậy còn đây là món có vẻ như là món sườn hay món gì? Đúng rồi, đây là sườn, đây là sườn non để mà mình nướng lên. Như vậy thì anh để ý là nếu vậy thì cái gia vị đây nó phải có gì đặc biệt thì nó mới đặc trưng là cái món ăn của người Mân Âu đúng không? Anh để ý là có những cái sợi trên này là cái gì em? Nó là xả. À là xả. Nó là xả, nó là riềng. Xả và riềng. Khi mình nướng lên á sẽ không có lấy cái cục ra để mình nướng vậy thôi đâu. Mà ở trong đấy tụi em còn ướp nó đi. Ướp nha, có một cái thời gian để ướp mấy chục phút đấy. Giã bằng cái như là có xả này. Có xả, có củ nén ở trong đấy, có hành củ nén một xíu. Nữa. Củ nén cho nó thấm một xíu. Như vậy là đây là rất nhiều các cái gia vị mang tính tính nóng đúng không? Ví dụ là xả là riềng, là củ nén, là hành và đã được ướp trước khi mà nướng. Nướng lên. Mà nướng cái đó là phải xa xa lửa một xíu. Nếu bằng than đó
và phải xa lửa. Dạ, xa lửa một xíu. Để cho nó chín từ từ. Dạ, chín từ từ. Dạ. Còn món này thì anh thấy giống như là cơm hay là gì hay là? Đây là một món cũng rất là đặc biệt. Nó liên quan tới cái truyền thống của bên em. Ngày xưa mà chưa có đồ ăn nhiều á, người dân họ rất là quan tâm tới sắn. Đây là lá sắn. Lá sắn. Hay gọi là lá mì. Và đây là bên em tiếp biến nó trở thành một cái món rằng là lá mì xào với thịt ba rọi. Ở trên này là tốp mỡ. Ở trong này là có có thịt, có ba chỉ ở đây. Lần đầu tiên anh nghe tới món này luôn. Cái này khi mà mình lấy lá mì á là mình sẽ giã, có một cái cối, xong họ sẽ giã giã nhuyễn đi. Giã nhuyễn họ sẽ vắt vào mấy cái nước của cái lá mì đấy. Xong rồi họ mới thao lên. Xào lên. Xào cho nó thơm đi. Xong họ trộn lại với thịt heo. Món này là anh tò mò nhất trong tất cả những món mà được đem ở đây. Rồi thế bây giờ đến lượt Lam thì đây là hai món của người Ede đúng không? Dạ phải. Anh thấy cái này có phải là món canh không em? À dạ đúng rồi, đây là canh bột lá dao, tiếng Ede gọi là yam pong chao. Yam pong chao. Dạ đúng rồi. Thì cái gạo tẻ được ngâm xong sau đó được bỏ vào trong cối giã giống như khi nãy Iso có nói, giã đều tay nhuyễn mịn. Lá dao cũng được giã nhuyễn mịn. Ở nhà hàng ở đây thì họ chỉ chắc chỉ lấy nước lá dao thôi. Và canh bột lá dao này được nấu chung với cái bột giã nhuyễn đó cùng với lại bí non, thịt ba chỉ và có cả đọt bí nữa. Đây là một món canh rất là đặc trưng của người Ede bởi vì nó được nấu trong dịp cưới hỏi ma chay hoặc là những dịp mà gọi rất là đặc biệt. Đây là một món canh có thể gọi là món canh đoàn viên, rất là phù hợp vào trong những cái dịp như vậy. Rất là ý nghĩa. Thật sự lần đầu tiên anh biết được mấy món canh mà với cái cách nấu với cái kết cấu như vậy luôn, rất là lạ và mang một ý nghĩa rất là hay đúng không? Dạ đúng rồi. Ở bên này là một món rau. Rau gì em? Đây là lá bép xào với lại tỏi. Lá bép. Lá bép được hái ở trên rừng nhiều. Hay quá ha. Là chỉ đơn giản là cái lá đó xào. Xào là bình thường thôi đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà anh tin rằng là cái vị lá nó sẽ cũng rất là đặc biệt. Ăn nó sẽ hơi có vị nhẫn nhẫn và chát chát nhưng rất là khác biệt so với những loại rau anh từng ăn ở nhà, ví dụ ở bên ngoài. Đấy, toàn những cái món mà như là rất là đặc trưng ở đây luôn các bạn. Và mình nghĩ là thôi bây giờ chắc là mình phải ăn thôi. Bởi vì là nãy giờ nghe Lam và nghe Ison giới thiệu thì mình cảm thấy là rất là thèm rồi. Đây là welcome drink. Thì theo lời Ison giới thiệu thì ở đây là mình có nước chanh dây và rượu gạo. Rất là đặc biệt nha các bạn. Đây welcome drink nha mọi người. Uống vào thì có vị chanh dây tất nhiên là rõ rồi. Nhưng mà có một cái vị hơi cái vị của rượu gạo nó hòa lẫn vô các bạn, cũng hơi khó tả nhưng mà thực ra là không nhiều rượu gạo này nó uống nó vẫn như một kiểu một cái món cocktail vậy đó. Giờ mình sẽ thử cái rau bếp xào, nó mềm kiểu như rau mồng tơi á, cái vị nó hơi đúng hơi nhẫn nhẫn nhưng mà không quá khó chịu nha mọi người, ăn nó rất là ngon, nó không mềm hẳn mà nó có vị giòn giòn, nó có cái độ giòn giòn á. Và bây giờ tiếp theo là cái món tép xào khế, tép hồ lắc đúng không? Tép xào khế, tép hồ lắc xào khế. Anh cảm nhận nha, cái tép này nó, cái mùi tép nó thơm hơn hẳn và nó ngọt. Và với cái món tép xào khế này các bạn, cái thịt nó chắc và nó dày và ăn nó ngọt và thơm á. Và ở đây thì nhà hàng có bánh tráng nhưng mà mình phát hiện ra nếu ăn với cơm thì sẽ rất là ngon nha các bạn. Cái tép họ làm rất là đậm đà. Rồi tiếp theo là lúc nãy là tép hồ lắc, bây giờ là chả cá thác lát hồ lắc. Cái thịt nó dai chắc và khá là thơm, để do cái phục phần gia vị đúng không? Cái vị họ làm trong này rất là thơm. Anh đang lại dành ăn cái món mà cái như là lá sắn. Cái này gọi là món gì anh quên rồi. Lá mì xào. Lá mì xào. Và khi mình ăn cái lá này á, nó có hơi cái vị nhẫn nhẫn, nhẫn nhẫn và chát chát ít thôi, ít thôi nhưng mà nó cũng khá là lạ miệng và cái lá này nó cũng còn vẫn còn hơi nó dai dai chút xíu xíu thôi. Ngoài ra thì gia vị trộn ở đây thì nó rất là vừa miệng rồi. Nhưng mà anh hỏi chút là cái lá khoai mì này là có một cái loại lá khoai mì gì riêng không, hay là tất cả các loại lá khoai mì đều có thể là làm cái món này riêng anh ạ? Tại vì lá mì á, tại vì sẽ chia ra thành nhiều loại.
có cái củ mà lá mì, cái củ mà gọi là củ có sẵn á, cái cuống của nó mọi người để ý cái cuống của nó là màu trắng là mình sẽ không ăn được cái đó. Nhưng mà khi mà cái lá mì mình được ăn ở trên này, cái cuống của nó là màu đỏ. Màu đỏ thì cái lá nó mình mới ăn được. Tại vì ở trong này để có xả này, ở này vẫn có xả, có con nén ở trong này tạo được cái vị thơm của cái món này. Nó tức là phải có một cái đúng loại của nó chứ không phải là lá sắn nào cũng lá mì ăn được. Khi mà mình ăn không đúng cái lá sắn đấy mình sẽ bị say đó. Nó sẽ không có tốt. Tiếp theo là món sườn nướng. Lúc nãy thì các bạn cũng nghe bạn Ison miêu tả quá trình làm cái món này cũng rất là độc đáo ha. Mình sẽ ăn thử xem. Rất là thơm. Món này các bạn hầu như là không có một cái gia vị mặn gì hết mà bù lại nó có cái độ thơm của những cái xả riền, củ nén ướp kèm. Và nếu như các bạn muốn ăn đậm đà hơn á thì đây là có cái này gì là cái gì Ison, cái nước chấm này nè. Dạ, chấm chua ngọt ở đây. Chấm chua ngọt, dạ. Cái sệt sệt này là cái gì? Là đường đúng không? Đường. Dạ, đường với tắc ở trong này. Tắc, ok, mình sẽ chấm thử nha. Cái vị chua với vị chua với thơm của tắc với lại cái vị ngọt của đường nó cân bằng khá tốt với lại cái thịt sườn này ha. Tiếp theo là canh bột lá dao nha các bạn. Mình sẽ thử cái nước canh trước, nước canh sình sệt này trước ha. Khá dễ ăn và cái mùi lá dao vào đây khá thơm. Và ở đây thì là quán nấu với lại bí non, bí đỏ. Và đây là đọt bí. Đó. Tức là cái thành phần ở đây là có cả quả bí và đọt bí. Đó. Và lá dao giả vào để nấu với lại cái bột này các bạn. Cho nên là cái món canh này sẽ có màu xanh xanh nha. Và ăn rất là dễ ăn, không hề hoang xíu nào. Dù ăn cơm tối xong cũng hơi ngang bụng rồi nhưng nhóm bạn vẫn rủ đi mua bánh mì đêm ở Buôn Ma Thuột. Đây là xe bánh mì mà mọi người hay ăn, chỉ có 15.000 đồng một ổ thôi. Mình đứng quan sát một lúc thì thấy cũng tấp nập người địa phương đến đây mua. Bây giờ mình sẽ qua tiệm này mình uống sữa đậu nành, tận hưởng thời tiết xe lạnh ở Buôn Ma Thuột. Rồi bánh mì Buôn Ma Thuột các bạn. Đi dạo một lúc xong thì mình hơi đau bụng thì mình sẽ lại mua bánh mì ha. Để xem bánh mì đây, bánh mì ở đây chỉ có 15.000 một ổ đó các bạn. Hai anh em. Rất là ngon các bạn. Các bạn thấy có cả nem chua nữa. Đúng rồi. Đúng không? Cái nem chua chả luộc rạp xưởng. Bánh bò nướng nha các bạn. Ngọt vừa rất là thơm. Sữa đậu xanh nha các bạn. Đây là buổi sáng thứ 3 ở Buôn Ma Thuột. Hôm nay thì là đỡ lạnh hơn mấy hôm trước nhưng mà bù lại thì trời âm u một chút. Mình hy vọng lát nữa mình đi tham quan các điểm thì trời nó sẽ hửng nắng lên ha. Sáng nay thì mình đi một điểm thôi, đó là thác Trainua, và sau đó thì mình sẽ ra sân bay về lại Sài Gòn luôn. Thì ở Buôn Ma Thuột thì còn rất nhiều những điểm khác để khám phá, ví dụ như là Hồ Lắc nè, ví dụ như những cái buôn làng khác. Rất là nhiều ha, những buôn làng mà ở đó thì có những cái nghề thủ công, dệt thổ cẩm ha. Tuy nhiên là trong một cái chuyến đi ngắn này thì mình cũng không thể nào mình đi hết được, mình cũng không chia sẻ được. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái cớ để mình có dịp quay lại Buôn Ma Thuột và mình chia sẻ thêm.
Bây giờ thì mình đã đến được thác Drei Nua. Và thác Drei Nua thì nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột chừng 30 km thôi. Và so với nhiều năm trước thì bây giờ mình quay lại thì đường đi đã rất là đẹp rồi. Và chỉ nhất mất chừng 40 phút là mình đã có thể đến được thác Drei Nua ha. Và thác Drei Nua thì là ngay phía sau trái biết thôi. Và thác Drei Nua thì nằm trong hệ thống 3 thác là thác Gia Long, thác Drei Nua và thác Drei Sát, nằm trên dòng sông Serapok, vốn hình thành từ hai nhánh sông là sông Đực, sông Cái hay là sông Krông Nô và Krông Anna. Ngọn thác hùng vĩ này trải dài khoảng 250m và chiều cao trên 30m. Dòng nước đổ xuống bọt trắng xóa xen lẫn trong tiếng thác đổ hùng vĩ. Ngọn thác gắn liền với nhiều truyền thuyết trong vùng. Truyền thuyết đầu tiên có thể kể đến là chuyện tình ngang trái giữa một chàng trai buôn cuốc và một cô gái bên kia dòng sông Serapok. Tuy nhiên, hai dòng tộc của hai người có hiềm khích từ bao đời nên dù yêu nhau thắm thiết, họ cũng không thể thuyết phục được cha mẹ cũng như dòng tộc đôi bên đồng ý. Và một đêm trăng sáng, cả hai đã gieo mình xuống sông Serapok tự vẫn để được ở bên nhau mãi mãi. Trời nổi giông bão như tiếc thương cho mối tình ngang trái của đôi trẻ, nước cuộn trào dâng cao. Ngày hôm sau thì dòng sông bị chia làm hai nhánh, tách biệt thêm hai dòng tộc vốn đã mang hiềm khích với nhau. Hai dòng sông mới này, một trở thành dòng Krông Anna hay là sông Cái, sinh ra thác Drei Nua hay còn gọi là thác vợ. Một dòng là Krông Nô hay là sông Đực, sinh ra thác Drei Sát hay là thác chồng. Một truyền thuyết khác kể rằng Drei Nua và Drei Sát là hai anh em do mẹ đất sinh ra. Người anh Drei Nua ở thượng nguồn sinh ra trước nên thừa hưởng đức tính hiền hòa của người mẹ. Quanh năm êm đềm, Drei Sát ra đời sau thừa hưởng sự dũng mãnh của người cha nên đổ nước ầm ầm cuộn trào. Cũng có một truyền thuyết khác nói hang động sau thác là nơi ở của vua Thủy Tề. Ông có một người con trai tên là Nua, thích ngao du thiên hạ. Một lần, hoàng tử Nua gặp hai nàng công chúa, nhưng mà vua cha của hai nàng đã qua đời từ lâu, cuộc sống trở nên nghèo khó mà hai nàng phải đào củ mài mà ăn. Thương hai nàng, con trai vua Thủy Tề làm phép để thạp gạo trong nhà hai nàng luôn đầy và về sống hạnh phúc cùng hai công chúa. Một thời gian sau, do nhớ vua cha, hoàng tử muốn về thăm nhà nhưng hai nàng công chúa sợ chàng sẽ đi không về nữa nên tìm cách giữ chân. Không còn cách nào khác, hoàng tử biến thành con duỗi vàng, vượt làn nước của thác vào trong hang động thăm cha. Hai công chúa đứng mãi bên ngoài đợi nhưng không thấy hoàng tử trở lại. Từ đó, người ta gọi thác là Drei Nua. Và dù truyền thuyết có là như thế nào đi chăng nữa, thì cảnh sắc nơi đây cũng thật là hùng vĩ và tươi đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi con cây cầu này sang bên thác Drei Sát bên kia ha. Và khi đi trên cây cầu này thì các bạn cũng có thể ngắm được thác Drei Nua bên kia cũng như là dòng suối bên này rất là đẹp. Thì lúc nãy thì bên thác Drei Nua bên kia là địa phận tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà đi chỉ cần đi sang một cây cầu treo đi sang phía bên này thôi thì là đã là tỉnh Đắk Nông rồi. Và sau khi mà qua đến bên này xong thì là mình sẽ phải đi qua thêm một cái cầu treo nữa, thì là cầu treo lúc nãy mà mình vừa mới đi qua, mình vừa quay cho các bạn xem đó. Thì là trước khi đi qua cái cầu treo bên tỉnh Đắk Nông này thì là mình phải trả tiền vé vào khu này một lần nữa, tại vì là thực ra nó là hai khu khác nhau, nó chỉ thông nhau thôi ha. Thì bên này thì mình chạy ra vé là 80.000 đồng một người và bên đây. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng cái con đường này, mình rẽ trái thì sẽ đến được thác Drei Sát. Bây giờ thì mình đã tới bên thác Drei Sát. Quãng đường đi bộ cũng chưa tới 15 phút, rất là gần. Thác Drei Sát còn được gọi là thác chồng, như là trong câu chuyện mình kể lúc nãy. Đến đây các bạn có thể đi ở khu vực bên dưới này hoặc leo lên một chút lên ngọn thác để ngắm cảnh từ trên cao rất là hùng vĩ và tham quan khu du lịch tại đây.
Và các bạn đi bộ lên trên này một chút thì các bạn cũng có thể lên được cái khu vui chơi ở trên này ha. Khu vui chơi này thì mình đang tìm hiểu xem là ở trong này nó có những cái hoạt động gì ở trên này. Tuy nhiên khi mà lên trên đây thì các bạn có thể là nhìn ngắm ở trên cái đỉnh thác nước chảy xuống như nào ha, cũng rất là đẹp. Đây bên này thì mình thấy có dịch vụ chèo thuyền phao này đó, và nước bên dưới này rất là trong nha các bạn, nước trong cực kỳ luôn, nước suối, thấy cả hệ thực vật ở bên dưới luôn. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một cái chuyến đi ngắn trong ngày thôi, đi được hai thác đó là Drainur và Raisat. Và nhờ có những cây cầu treo qua suối như này mình đi thông luôn con đường thăm cả hai ha. Và bây giờ thì là mình bắt đầu ra sân bay và mình về lại Sài Gòn. Và đó là hành trình khám phá Buôn Ma Thuột của mình. Và nếu như mà có dịp thì mình thành thật khuyên các bạn hãy đi Buôn Ma Thuột chơi, hãy đi Đắk Lắk chơi. Rất nhiều cái hay để khám phá về cả thiên nhiên, về con người và về cả văn hóa nữa, rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì xin chào.